Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 2 của ô ly cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 31 luyện tập. Bài số 1 tính 37 ta cộng cho 28. 7 ta cộng cho 8 là bằng 15. Viết 5 ta nhớ 1. 3 cộng 2 là bằng 5, 5 1 nhớ là bằng 6. 8 ta cộng 5 là bằng 13, viết 3 ta nhớ 1. 1 ta cộng 7 bằng 8, 8 cộng 1 nhớ nữa là bằng 9. 2 ta cộng cho 8 là bằng 10, viết 0 ta nhớ 1. 6 2 8, 8 cộng 1 nhớ nữa là bằng 9. 3 cộng 7 là bằng 10, viết 0 ta nhớ 1. 2 ta cộng 4 là bằng 6, 6 1 nhớ nữa là bằng 7. Ta cộng cho 6 là bằng 14, viết 4 là như 1. 8. 9 là cộng 2 là 9 là cộng 3 là 12, viết 2 là như 1 là 2. 1 ta cộng 9 là bằng 10, không như 1 là bằng 6. 6 4 10 không như 1 4. 3 số 2 đặc tính được tính. 25 39. Năm ta cộng cho 9 là bằng 14, viết 4 ta như 1. 23 5 1 6. 46 ta cộng 46. 6 và 6 12, viết 2 ta như 1 bằng 9 12. 64 là 26. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 ta như 1. 8 9. 75 ta cộng 15. 5 cộng 5 10 không như 1. 7 1 8 với 1 nhớ nữa bằng 9. 17 7. Bài 7 14 viết 4 thành như 1 thì là 24. 89 thì là 2. 9 cộng 2 11 viết 1 thành như 1 là bằng 91. 58 cộng 2. 8 2 10 không như 1 6. 67 là cộng cho 3. 7 cộng 3 bằng 10 với 0 thành như 1 7. 3 qua trang tiếp theo. Bài số 3. Nấu mẫu phép tính với kết quả thích hợp. Trong này có một số cái phép tính. Dưới này có một số cái kết quả. Rồi chúng ta xem. 45 ta cộng 5 là bằng 50. 50 vào đây. Câu này là gì? 3 ta cộng 7 bằng 10 với 0 ta như 1. 2 1 bằng 3, 3 1 bằng 4, 40. Đây. 22 ta cộng với 6 18, 2 ta cộng với 8 bằng 10. Với 0 ta như 1. Này là 6 28 1 bằng 9. 90. Vào đây. 71 ta cộng với 9, 1 ta cộng với 9 bằng 10 với 0 như 1, 80. 80 vào đây. 24 ta cộng với 6 là bằng 30. 30 vào đây. 56 ta cộng với 4 là bằng 60. 60 vào đây. 17 ta cộng với 3 là bằng 20. 20 vào đây. 58 ta cộng 12. 8 ta cộng với 2 là bằng 10, 0 ta nhớ 1 là bằng 70. Rồi đây. 1 qua bài số 4. Câu A tính 23 ta cộng với 9
3 ra cộng với 9 là bằng 12. 2 ra nhân 1 nghĩa là 32. 32 ra cộng với 40 như vậy là bằng 72. 51 ta cộng với 19, 1 ta cộng với 9 là bằng 10 với 0 ta nhân 1. 5 1 6 1 nhớ nữa bằng 7. 70 ta cộng 10 là bằng 80. Bài B, điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. Trong này chúng ta thấy này, chúng ta nhận xét này, chúng ta thấy 12 ra cộng 18. Bài này 18 ra cộng 12. Phép cộng có tính chất giao hoán. Giao hoán có nghĩa là hoán đổi vị trí nó thì cái tổng nó không thay đổi. Cho nên hai cái này chúng ta không cần cộng mà chúng ta nhận xét là chúng ta biết được hai cái nó là bằng nhau. Bài này 65 ta cộng với 7. Đây là 56 ta cộng với 7. Bài này chúng ta cũng nhận xét chúng ta không cần cộng. Nhận xét ở chỗ này là chúng ta thấy bài này 7, bài này có 7. Mà bài này có 65, bài này có 56 à. Như vậy cái tổng bên này nó sẽ lớn hơn cái tổng bên này. Không cần cộng ha. Bài này chúng ta cũng nhận xét, ta thấy bài này là một cái tổng, bài này cũng là một cái tổng. Bài này là 37, bài này cũng có 37. Và bài này là 24, bài này là 42, như vậy chúng ta sẽ so sánh hai con số này. 24 nhỏ hơn 42. Như vậy là cái tổng bên này nó sẽ lớn hơn cái tổng bên này. Bên này thì không có cái nào để so sánh, tại vì bên này 76, bên này 74 không giống nhau. Bên này 4, bên này 6. Vậy chúng ta cộng lại. 76 ta cộng 14 là bằng 80. 74 ta cộng 16 là bằng 80. Hai bên này bằng nhau. Nó qua bài số 5. Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan. Đoàn khách thứ nhất là có 35 người, đoàn khách thứ hai có 25 người. Hỏi hai đoàn khách tham quan có tất cả là bao nhiêu người? Như vậy ta lấy 35 ta cộng cho 25. Số người hai đoàn khách tham quan có tất cả là. Là ta lấy 35 ta cộng với là 25 bằng 5 cộng 5 bằng 10 với 0 ta nhớ 1 5 60. Đáp số sáu mươi người. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.